Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 147 của bộ truyện Tu Chân Kiếp, tác giả Vô Tội, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói tình cảnh vào lúc này, Phá Diệt Thần Lô đã bị đánh thủng, Phá Diệt Thần Thương thì bị hất bay, còn về phần Lâm Thái Hư thì bị đánh đến thổ cả huyết. Ngụy Tác đang đứng ở trên không che chở cho Lý Tả Ý, ngân quang lấp lánh, uy thế vô thượng. Anh vợ, sao hả? Tình hình thế nào rồi? Ngụy Tác dừng truy kích, chắp hai tay sau lưng cười nhạt hỏi Lâm Thái Hư. Hắn đương nhiên là muốn giết Lâm Thái Hư rồi, nhưng mà biết hiện tại truy kích thì 11 đại tu sĩ sẽ động thủ với cả mình. 11 đại tu sĩ này, thần thông kém nhất là Hàn Nguyệt Nhi. Nhưng tu sĩ Huyền Phong Môn, chân truyền đệ tử khác vẫn có mấy kim đan tu sĩ, nhưng vừa đột phá đến kim đan, mới là tu sĩ kim đan tầng thứ nhất, không thể so với cả 12 người đang vây công Ngụy Tác được. Hiện tại tuy rằng chưa giết được Lâm Thái Hư, nhưng mà Ngụy Tác nhận ra y đã thụ thương không nhẹ, không thể kịch liệt động dụng chân nguyên được. Thực lực chỉ ngang với cả Hàn Nguyệt Nhi, chưa chắc đã điều khiển được Phá Diệt Thần Thương nữa. Chốc nữa động dụng Trấn Thiên Pháp Tướng đối địch thì coi như Ngụy Tác đã gạt được chướng ngại lớn nhất. Tu vi và thực huyết pháp đao của ngươi đích xác không có tệ, chỉ là không biết giữ mình, dám đối địch với cả Huyền Phong Môn, ngươi chỉ còn đường chết mà thôi. Lâm Thái Hư sững lại ở trên không, tuy rằng bị đánh đến thổ huyết nhưng thần sắc vẫn thập phần bình tĩnh. Vẫn với uy thế bao trùm thiên hạ, rõ ràng tâm trí cực kỳ là kiên định, không vì thắng bại nhất thời mà sao động. Y vung tay lên, thu lại Phá Diệt Thần Thương, sau đó dùng ngữ khí như là thần vương thẩm phán nói: xem ra ngươi có công pháp bất phàm, chỉ cần ngươi tỉnh ngộ, quy thuận Huyền Phong Môn, giao nộp ra công pháp thì ta sẽ tha mạng cho ngươi giữ lại tu vi của mình. Nghe Lâm Thái Hư nói như vậy thì Ngụy Tác mỉm cười, sau đó chợt nhíu mày lại. Lâm Thái Hư ánh mắt cũng ánh lên thần sắc kinh nghi. À, Phong Ngô Thương. Lâm Thái Hư buột ra ba chữ. Lúc này thanh quang mang theo khí tức hùng hậu từ đám mây, Ngụy Tác nhìn lên chút xuống. Này Lâm Thái Hư, chẳng lẽ Huyền Phong Môn và chân võ chỉ biết cậy đông hiếp ít sao? Cái gì là Phong Ngô Thương? Ngụy Tác tỏ vẻ kinh ngạc. Tu sĩ vừa xuất hiện mặc phổ thông thanh sắc pháp y, nhưng mà linh khí hùng hậu ngưng thành một nhánh thanh sắc san hô. Tu sĩ này chừng khoảng hơn 30 tuổi, tóc xòa sau gáy, ánh mắt thập phần tang thương. Thần sắc kiên nghị khôn tả, chả treo lại Lâm Thái Hư, thể hiện rõ ý chí hơn người. Tu sĩ này chính là chân truyền đại đệ tử Phong Ngô Thương của Ngọc Thiên Tông mà Ngụy Tác đã từng gặp. Phong Ngô Thương lần đầu xung kích kim đan thất bại, tu vi phế hết, sau đó tu luyện lại đã ngưng thành kim đan. Lần trước thì đã dùng Bắc Minh đấu chuyển Nhiên Nguyên Thiên Pháp để mà đối địch với cả Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo, tạo cho Ngụy Tác một ấn tượng rất là sâu đậm. Công pháp của Phong Ngô Thương khi đó đã hút xuống vô số tinh thần nguyên khí, khiến cho Ngụy Tác rất là thèm muốn, ước ao có thể phối hợp tu luyện. Không ngờ rằng y cũng lại xuất hiện ở đây như vậy. Lần trước thì Phong Ngô Thương đấu với cả Lâm Thái Hư, Hứa Thiên Ảo thì y mới đạt tu vi kim đan tầng thứ 3. Nhưng mà hiện tại thì khí tức mạnh hơn nhiều, đã đột phá đến tu vi kim đan tầng thứ 4 rồi. À, Phong Ngô Thương, người lại muốn gì đây? Phong Ngô Thương đột nhiên giáng lâm, Lâm Thái Hư sầm mặt hừ lạnh nói. À, cũng chẳng có gì hết cả,
chỉ thấy không được công bằng mà thôi. Ngươi đơn đấu với cả y, thù rồi mà không muốn để y đi, lại còn đánh hội đồng như vậy. Chưa giờ định xông lên thì thật là ta không thuận mắt cho lắm đâu. Phong Ngô Thương rực thanh quang nhìn Lâm Thái Hư cười lạnh. Và lúc này thì tia sáng tịch dương sau cùng đã tắt. Quang hoa ở trên người các kinh thế cường giả chiếu sáng thinh không ngoài U Minh Thành. Phong Ngô Thương, lần trước ngươi đã nếm đòn với ta và Hứa Thiện nào, giờ định đòi lại sao? Lâm Thái Hư sầm mặt, ánh mắt như là lợi kiếm chăm chú nhìn Phong Ngô Thương. Tùy, ngươi bảo thế cũng được. Nhưng mà các ngươi đông người đánh bột, ta không vừa mắt. Cứ việc đấu với cả hai bọn ta đi. Phong Ngô Thương không lùi mà tiến, khí diễm bức nhân lắm. Phong Ngô Thương, ngươi bị ta đả thương là ân oán riêng tư. Còn y giết hai lão tổ của bọn ta, còn nói là giết cả Hứa Thiên Ảo nữa. Nếu ngươi ngăn cản thì tương đương với cả Ngọc Thiên Tông tuyên chiến với cả bản môn. Ngươi gánh được hậu quả sao? Lâm Thái Hư liếc Phong Ngô Thương cười lạnh. Ta đồng ý là sau việc này sẽ cho ngươi cơ hội đơn đấu với cả ta, sinh tử tự chịu. Điều này không cần thiết đâu. Phong Ngô Thương định nói thì Ngụy Tác đã mỉm cười. Đa tạ Phong đạo hữu đã tương trợ, nhưng mà bất quá những kẻ tinh tướng này thì mình ta đủ giải quyết rồi. Sau hôm nay thì y không còn cơ hội độc chiến với cả đạo hữu nữa đâu. Mọi tu sĩ nghe vậy đều chấn động, ngay cả Phong Ngô Thương cũng phải ngạc nhiên. Thần thông của Ngụy Tác thì đã rõ, nhưng mà các tu sĩ trấn thủ tứ phía đều là đương thế đại năng, ngay cả phổ thông kim đan đại tu sĩ cũng không thể nhúng vào. Ngần ấy đại năng liên thủ thì chúng nhân cho rằng cộng thêm cả Phong Ngô Thương nữa thì cũng chưa chắc thắng được. Bởi vì với một và nhiều cường giả đỉnh nhọn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ngay cả đến ba người như Lâm Thái Hư thì cũng chưa chắc giết được 11 kinh thế cường giả tại đây nữa. Đúng là xem ra là ngươi muốn chết rồi. Lâm Thái Hư bảo với cả Ngụy Tác cuồng vọng, chỉ lạnh giọng. Thì cũng phải đành vậy thôi chứ biết làm sao. Anh vợ đã không nhận thì ta đành đại nghĩa diệt thân. Ta cũng thấy anh vợ gây nhiều việc ác, đến nỗi hôm nay phải trừ đi thôi. Ngụy Tác mỉm cười. Phong Ngô Thương, người nghe thấy y nói rồi đó, mau tránh cho xa đi. Nếu ở cùng với cả một kẻ cuồng vọng đến độ vô pháp vô thiên thì tất bị trời phạt đó. Lâm Thái Hư nhìn Phong Ngô Thương cười lạnh. Từ bao giờ mà Phong Ngô Thương ta làm cái việc gì là phải do Lâm Thái Hư ngươi sai khiến chứ? Sắc mặt nhợt nhạt nhưng mà cực kỳ kiên nghị, Phong Ngô Thương cười lạnh hỏi Ngụy Tác. Đạo hữu có chắc chắn đối phó được với cả chúng hay không? Yên tâm đi, điều này không thành vấn đề, ta chắc chắn đó. Ngụy Tác cười nhạt nói. Vậy được. Phong Ngô Thương liếc Ngụy Tác gật đầu, thân ảnh loáng lên lùi lại quan chiến. Đúng là cuồng vọng cực độ. Bên cạnh Lâm Thái Hư thì một lão giả huyền phong môn mặc bạch bào quát to định động thủ. Khoan đã, Ngụy Tác nham nhở kêu lên. Người còn gì để nói? Lâm Thái Hư liếc Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh. Hỡi các chư vị tại đây, tại hạ là Ngụy Văn Tác, cũng có người gọi ta là Bá Khí Chân Nhân. Không biết rằng chư vị có danh hiệu thế nào? Nếu như là có quan hệ với cả người ta quen thì khi động thủ chưa biết chừng ta sẽ nương tay. Ngụy Tác liếc các kinh thế cường giả xung quanh trừ Lâm Thái Hư hỏi. Y đùa sao? Lẽ nào y thật sự có thể đối phó được với cả ngần ấy đại tu sĩ ư? Lời của Ngụy Tác nói ra khiến cho nhiều tu sĩ trợn tròn mắt, cảm thấy y ngông cuồng hết đỡ rồi. Cũng được, cho ngươi biết danh hiệu để rõ đã chết trong tay ai. Các kinh thế cường giả trấn thủ bát phương vây chặt Ngụy Tác. Tuy biết thần thông quán nhưng mà nghe vậy thì cũng tức xì cả khói. Một trung niên tu sĩ mặc hồng bào, hồng sắc linh khí ngưng thành hồng sắc thiên mã, gầm khẽ nói. Ta là Hồng Sơn Thiên Tông chân nhân. Tại hạ Bất Lão Thọ Ông. Còn tại hạ là Hắc Tiểu chân nhân. Tại hạ là Huyền Phong Môn Cổ Kha. Cự Linh Tông Kim Sĩ chân nhân. Vô Kỵ Thiên Cung Trần Tây Hoàng. Một loạt giọng nói mang theo sát ý băng lãnh vang lên.
Những kinh thế cường giả đã định xuất thủ nên uy áp quần quận, khí thế như núi lở. Ô kìa 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 kìa, có cả Vô Kỵ Thiên Cung, cũng là một siêu cấp đại tông môn. Lúc mà về đánh Lý Tả Ý, có đại tu sĩ của Vô Kỵ Thiên Cung cũng xuất hiện. Có vẻ như là Vô Kỵ Thiên Cung đã cùng với cả Huyền Phong Môn liên thủ thì phải. Các tu sĩ quan chiến bàn luận. Lúc này thì Ngụy Tác ở giữa những cường giả như là con thuyền trong sóng dữ, lúc nào cũng có thể chìm nhưng mà không hề đổi sắc, ánh mắt hơi ánh lên. Hắn hỏi danh hiệu không phải vì sẽ nương tay, mà vì biết họ phần lớn không phải là tu sĩ trong Huyền Phong Môn. Đối địch thì nếu giết đối thủ thì cũng nên biết bối cảnh của họ để mà nắm vững về địch nhân. Xem ra ngoại trừ chạm đến hai siêu cấp đại tông môn như là Huyền Phong Môn và Chân Võ, thêm một siêu cấp đại tông môn Vô Kỵ Thiên Cung thì cũng chẳng sao cả. Xẹt. Lâm Thái Hư dung chuyển nguyên khí trong tay, dấy lên vô số thanh sắc quang văn huyền ảo. Ngụy Tác, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin còn kịp. Vậy ư? Ngụy Tác vung tay một cái, thủy trúc yêu đan bay lên. Đoành đoành đoành. Thủy linh nguyên khí vô cùng vô tận tràn ra, ngưng thành hình thủy hoàng thần linh ngậm thủy trúc yêu đan. Cơ hồ đồng thời thì kim đan hào quang từ tâm mạch của Ngụy Tác toát ra, tràn vào thể nội của tinh kim tiểu nhân. Chát. Thiên địa đột nhiên bị một ngọn thần chùy gõ mạnh. Pháp tướng có rải sáng đen sau gáy như là vầng mặt trời, chân rực vô số vòng sáng hiện lên sừng sững. Pháp tướng này toát lên sự khí tức, hình thành một làn khói đen chọc thẳng trời cao, mọi vân khí đều bị đâm xuyên. Uy áp này khó tưởng tượng nổi, chấn động cả thiên khung, giống như là viễn cổ chiến thần gầm gào hủy thiên diệt địa. Đối diện với uy áp này, Lâm Thái Hư chợt nhợt mặt nhợt mày, hơi run rẩy. Vào lúc này thì Chấn Thiên Pháp Tướng, đỉnh thiên lập địa đứng giữa bầu trời. Tu sĩ thông thường không thể tưởng tượng nổi. Khôi giáp trên người của Chấn Thiên Pháp Tướng trông cực kỳ nặng, phát ra chinh phạt khí tức rằn rạt, tựa hồ là không gì xuyên thủng được. Một tay Chấn Thiên Pháp Tướng chỉ trời, tựa hồ là thần Phật trước mặt cũng không thể ngăn bước. Một tay thì chỉ xuống đất, tựa hồ là thiên địa cũng bị chia ranh giới. Thân thể Ngụy Tác thì ở ngực của Chấn Thiên Pháp Tướng, như thể trái tim đang phun trào nguyên khí vậy. À, đây là cái gì vậy? Chấn thủ ở phía tây là một đại tu sĩ rực thất sắc hào quang, tốc độ thi pháp cực kỳ là kinh nhân. Khi mà Ngụy Tác vừa lấy ra thủy trúc yêu đan thì trước mặt y xuất hiện một hào quang như là vầng trăng tròn, khí diễm ngút trời. Chấn Thiên Pháp Tướng của Ngụy Tác hiển hiện thì thân thể y liền run lên, hào quang suốt nữa không thể khống chế được. Cái gì? Lẽ nào là thần huyền pháp tướng sao? Không thể nào được, y không thể nào là thần huyền cảnh tu sĩ được. Sao lại hóa thành được thần huyền pháp tướng chứ? Cái gì thế này? Pháp bảo gì mà uy năng như thế này? Lẽ nào là tiên khí sao? Ôi mẹ ơi, không xong rồi. Uy áp này đáng sợ quá, tâm tạng của ta sắp vỡ cả rồi. Rất nhiều tu sĩ thì loạn choạng lùi lại. Có những tu sĩ ở cực xa mà vẫn không thể chịu nổi uy áp của Chấn Thiên Pháp Tướng, liền ôm ngực phun máu. Ngay cả đến Ngô Phong Thương ở phía xa quan chiến cũng phải biến sắc mặt. Thiên địa nguyên khí như là nước thủy triều tụ vào Chấn Thiên Pháp Tướng. Sát ý xung thiên, ý chí hùng hậu, khiến cho mọi tu sĩ như là đứng giữa mùa đông lạnh giá. Lâm Thái Hư thì dấy lên vô số thanh sắc thần văn, nhưng đã bị uy áp và khí tức của Chấn Thiên Pháp Tướng chấn tan. Thiên địa nguyên khí tụ về quanh của Chấn Thiên Pháp Tướng, quang văn ở dưới chân trải ra vô hạn như là dẫm nát thiên địa vậy. Kể cả là Lâm Thái Hư hay là mọi kinh thế đại tu sĩ đều phải dùng mình mà quát to. Mẹ kiếp, uy năng của vật này mạnh quá, mau liên thủ diệt y. Mau ngăn y kích phát. Mau giết y, không thì chúng ta đều chết đó. Tất cả đều run rẩy, đều cảm nhận được sự nguy hiểm, nên là cả toán kinh thế đại tu sĩ đều phát động tiến công. Đoành đoành đoành, đùng đùng đùng, đoang đoang đoang. Một đại tu sĩ đột nhiên phun ra vô số tinh huyết, rồi hóa thành một ngô công khổng lồ màu tím đen che kín cả bầu trời. Thiên địa nguyên khí tựa hồ là bị chấn áp. Được, giết đi.
Một đại tu sĩ khác mặc lưu quang trường bào, kinh hỉ vạn phần gầm lên. Ngần ấy đại tu sĩ phát ra công kích, vạn trượng quang mang, hình thành một thủy triều kinh nhân. Từ chỗ của Ngụy Tác thì không khí nổ vang kịch liệt, Chấn Thiên Pháp Tướng tựa hồ là sắp tan vỡ. Cùng lúc đó thì thiên địa chấn động, Chấn Thiên Pháp Tướng bước tới. Chỉ một bước thôi, Chấn Thiên Pháp Tướng đã làm tan nát hết quang hoa ở trước mặt. Động tác thì tựa hồ không nhanh, nhưng mà chỉ một bước đã vượt qua thủy triều do vạn trượng quang mang hình thành. Chát chát đung đung đoàng đoàng. Đại đa số quang hoa rơi sau lưng của Chấn Thiên Pháp Tướng. Chỉ một bước thôi là quang hoa ở trước mặt của lão già Huyền Phong Môn mặc bạch bào đã tan hết, rồi bị đánh bay, rồi thân thể tan vỡ. Tiếp theo là một lão bất tử Huyền Phong Môn khác cũng mất mạng. Lúc này một vu bát màu đen rừng rực hắc diễm giáng vào lưng của Chấn Thiên Pháp Tướng. Dù là tiên khí, tu vi của y thì cũng không thể kích phát toàn bộ uy năng được đâu. Chúng ta có ngần này người, đủ để giết y rồi. Mọi người lên! Nhiều đại tu sĩ đồng thời quát to, nhưng tất cả đều phải cơ hồ nín thở. Vu bát màu đen uy năng ngút trời, khắc vô số phù văn cổ kính, to cỡ khoảng 4-5 trượng, ít nhất cũng là huyền giai trung đẳng, lại là một không gian pháp bảo trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của Ngụy Tác. Nói chung là cực kỳ khó đón đỡ, nhưng mà ai nấy cũng thấy là trong tích tắc khi mà cái bát giáng xuống thì một tay của Chấn Thiên Pháp Tướng đã lật lại rồi đón đỡ cái bát đó. Kể cả là kim đan kỳ đại tu sĩ tầng thứ 5 đi nữa thì cũng sẽ không kịp phản ứng như thế, nhưng Ngụy Tác lại chặn được. Cách! Chấn Thiên Pháp Tướng vung tay qua bầu trời theo một quỹ tích kỳ ảo, như xuyên qua thác nước, ngưng thiên địa nguyên khí thành vô số quang văn. Tiếp đó là cái bát đen đã bị đánh vỡ tan. Cùng lúc đó thì linh quang quanh một đại tu sĩ bị bàn tay giấy quang văn chấn tan văng ngược trở lại, phun máu ảo ảo. Bình tĩnh, đừng hoảng, chúng ta hãy tụ lại. Lâm Thái Hư lúc này thì kinh hãi quá. Bàn ấy y bất chấp thương thế, kích phát phá diệt thần thương nhưng mà đã đánh hụt, rồi bị Chấn Thiên Pháp Tướng bỏ lại sau lưng. Giết! Mấy đại tu sĩ đồng thời quần quận linh khí, tụ lại ở trước Chấn Thiên Pháp Tướng, kích phát uy năng, hình thành một cột sáng khó tưởng tượng được. Chấn Thiên Pháp Tướng này thì còn hơn cả họ tưởng tượng, có đủ chân nguyên hòa với cả kim đan uy năng. Có thể thấy rằng nó không phải chỉ là tiên khí thiếu uy năng, mà tương đương với cả một thần huyền pháp tướng rồi. Giống như là một vạn cổ cự đầu ở trong truyền thuyết vậy, thần huyền đại năng tự thân giáng lâm vậy. Ngụy Tác lúc này thì trói lòa ngân sắc thần huy, vô số nguyên khí phun ra thu vào. Hắn vẫn lạnh lùng như là được bao bọc trong thần thánh quang hoa như thần chi vậy. Dung hợp với cả Chấn Thiên Pháp Tướng, trong mắt của hắn thì hiện rõ vô số quy tích huyền ảo bình thường không thể thấy được. Rất nhiều động tác không ngừng lóe lên ở trong óc của hắn. Thần thức của hắn thì mênh mông, bao trùm mọi tu sĩ. Thời gian dường như ngừng lại, phản ứng và động tác của họ thì đâm ra cực kỳ chậm trong mắt của Ngụy Tác. Chỉ một bước là tránh được khoảng 5-6 đại tu sĩ toàn lực liên thủ, đến trước một vị đại tu sĩ. Hồng sắc linh khí ở trên người y thì sôi trào, hình thành một hồng sắc thiên mã, là Thiên Tông chân nhân. Lão này thì có tu vi kim đan kỳ tầng thứ 3, ở trong cả tu đạo giới cũng có địa vị cực kỳ là siêu nhiên. Lúc này thấy Chấn Thiên Pháp Tướng áp sát, lão kinh hãi cực độ, tự hồ là định thi triển thuật pháp bỏ chạy. Nhưng như là viễn cổ thần vương chiến thần giáng lâm, Chấn Thiên Pháp Tướng phất tay giấy lên vô số quang văn huyền ảo. Kinh thế đại tu sĩ này rú vang một tiếng, nhận ra thân thể đã bị uy năng ép cho bất động, giống như con ruồi nhặng trong cục hồ phách vậy. Chỉ mới chạm vào quang văn của Chấn Thiên Pháp Tướng, là đại tu sĩ gần đạt đến mức lão bất tử của Huyền Phong Môn này đã tắt hết mọi linh quang. Nhục thân của lão văng đi, sau đó tan nát. Ngụy Tác thì lướt trên không, Chấn Thiên Pháp Tướng phát ra sát ý kinh thiên động địa, tay thì vạch lên những quy tích huyền ảo. Ai nấy toàn trường đều rúng động, đều run rẩy không ngừng. Cơ hồ là không thể dám tin ngần này kim đan đại tu sĩ cũng không mảy may ngăn được hắn.
12 người liên thủ vây công Ngụy Tác đều là kinh thế cường giả cả, đều là hùng bá nhất phương, cả thiên huyền đại lục không có bao nhiêu người ngang vai với họ. Tất cả nghe cho rõ đây. Ai cho ta biết tin về đề hồ thánh quả thì may ra còn con đường sống. Ngụy Tác thập phần bình tĩnh cất tiếng. Lúc này mà Hàn Vi Vi ở đây thì tất sẽ phải trợn tròng trắng mắt mà kêu lên không phải chứ đại ca. Đến lúc nào rồi mà hắn còn nghe ngóng tin về đề hồ thánh quả, thật sự là quá đáng mà. Người ấy tu sĩ có mặt ở đây thì không ai có thể cười nổi vào lúc này. Mọi người, hãy giết chết Lý Tả Ý, hạn chế hành động của y, không thì chúng ta đều chết cả đó. Một tên tu sĩ lùn tịt ré lên, thân ảnh lao nhanh về phía của Lý Tả Ý đang được Ngụy Tác để ở dưới đất, chính là Bất Lão Thọ Ông ở trong Thiên Bắc Tam Hung. Lão, có ta ở đây, ai dám giết y? Cơ hồ tu sĩ lùn tịt vừa lên tiếng thì Chấn Thiên Pháp Tướng đã đến sau lưng của y. Bất Lão Thọ Ông kinh hãi quá, liền bừng lên vô số quang hoa, thân thể như ẩn vào trong bầu trời. Đối diện với Chấn Thiên Pháp Tướng, đại tu sĩ hung danh lẫy lừng này cũng không dám đấu, trực tiếp thi triển vô thượng mật pháp ẩn vào trong bầu trời mà chạy trốn. Chát! Chấn Thiên Pháp Tướng vẫn vung tay, thiên địa cơ hồ là bị xé rách, quang hoa rung lên. Bất Lão Thọ Ông đã bị lôi ra từ trong bầu trời, mình đầy máu, không còn khí tức gì nữa, không biết đã bị đánh bay đi bao nhiêu dặm. Thế nào, anh rể? À không, Lâm Thái Hư, ngươi biết chỗ nào có đề hồ thánh quả không? Nếu không biết thì chắc chắn ngươi chỉ còn đường chết mà thôi. Giết xong Bất Lão Thọ Ông rồi, đoạn Ngụy Tác nhìn Lâm Thái Hư. Cơ hồ sau tích tắc thì Chấn Thiên Pháp Tướng đã đến trước mặt của y. Mãi kiếp, cùng chết đi. Phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư đánh hụt, sắc mặt y nhợt đi. Trong đầu liền ánh lên vô số quang diễm, quang phù vuông vắn không ngừng tan vỡ. Rõ ràng là y tự nổ kim đan, định cùng với cả Ngụy Tác thì lưỡng bại câu thương. Xoạt! Tuy nhiên Chấn Thiên Pháp Tướng đã vượt khỏi tưởng tượng của y. Với Ngụy Tác vào lúc này thì y thi pháp cực kỳ là chậm chạp. Ngay trong tích tắc đó thôi, Lâm Thái Hư đã thấy Ngụy Tác liếc y một cái. Sau đó Chấn Thiên Pháp Tướng đã lướt đến phía trên của Lý Tả Ý. Lâm Thái Hư thì gầm lên vang vọng, trên người rực lên vô số quang diễm. Y tự nổ kim đan, kim đan uy năng bừng lên đùng đùng. Và cái lúc giây phút tự nổ kim đan đó, Ngụy Tác đang ở ngay trước mắt. Nhưng mà khi mà kim đan phát nổ thì hắn đã ở xa. Y chỉ nổ tan không khí mà thôi. Kim đan nổ rồi y cũng đành bó tay. Y chết không hề nhắm mắt. Lâm Thái Hư lúc này thật sự là chết không hề nhắm mắt. Đoành đoành đoành, đung đung đung, đoang 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 đoang. Uy năng nổ tung. Thân thể Lâm Thái Hư thì triệt để hóa thành tro tàn, biến thành quang diễm với tốc độ kinh nhân mà khuếch trương đi. Lúc này thì Ngụy Tác dùng chân nguyên bao lấy Lý Tả Ý. Chấn Thiên Pháp Tướng lướt đi với quỹ tích huyền ảo. Kim đan tầng thứ tư tự nổ tạo thành quang diễm, thậm chí biến một kim đan đại tu sĩ không kịp lui đi thành tro bụi. Nhưng uy năng đó thì không xung kích chúng Chấn Thiên Pháp Tướng, tốc độ khó tưởng tượng được. Mẹ ơi, đến cả Lâm Thái Hư cũng... Và lúc này ai cũng phải run rẩy, không thể dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Chân truyền đại đệ tử của Huyền Phong Môn, dưới một người trên vạn người đã bị Ngụy Tác giết chết. Cô nàng xinh đẹp Hàn Nguyệt Nhi lúc trước vẫn khinh rẻ Ngụy Tác, thập phần phẫn nộ bởi vì hắn không thèm nhìn nàng ta. Giờ đây đầu óc trống trơn, không ngờ thần thông quán lại đến bậc này. Cộng thêm Lâm Thái Hư, thoáng sau đã có 5 kinh thế đại tu sĩ mất mạng. Có thể thấy thần uy của Ngụy Tác lời lẽ khôn tả. Chư vị đạo hữu, nếu như là không muốn chết thì phải toàn lực tru sát y. Uy năng như vậy, chỉ có như thế mà thôi. Chư vị đạo hữu, nếu không muốn chết thì hãy toàn lực tru sát y. Uy năng của vật đó như vậy, dù là kim đan tu sĩ tầng thứ 5 thì cũng không thể duy trì được lâu đâu. Lão giả Huyền Phong Môn Dực Ngân Hà hai mắt đỏ ngầu gầm vang. Huyền Phong Môn chỉ có khoảng 6 tu sĩ cùng thời với cả lão còn lại,
Lần này vì biến cố ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ mà cử tới 4 người. Cả 4 từ mấy chục năm về trước đã hoành hoành thế gian, nhưng thoáng cái giờ chỉ còn lại mình lão. Thiên địa hồng lưu, mấy trăm năm tế nguyệt không thể tiêu diệt được họ, mà bây giờ lại bị một tu sĩ tiểu bối tép diêu lấy mạng. Đoành 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 đoành. Một lục bào đại tu sĩ suy kiệt toàn bộ linh khí, thinh không mở đi. Mặc lục sắc quang hoa chấn áp xuống, là khối mặc lục sắc tinh kim có phù văn hình thiên nữ đang múa. Kỳ hình pháp bảo này chỉ cỡ nắm tay, khiến cho nghìn trượng không khí ở trên đầu của Ngụy Tác thì nổ vang. Rõ ràng lục bào đại tu sĩ này phải hao tận toàn bộ chân nguyên thì mới tế xuất được con bài tẩy này của mình. Này, tiểu tử, chính là Tà Vương Minh Hạp, là chí bảo thượng cổ của Tà Vương Tông. Không chỉ là uy năng đạt huyền giai thượng phẩm, mà còn có thể đề thăng tốc độ hấp nạp âm lệ chi khí. Đối với cả tu sĩ tu luyện âm lệ nguyên khí công pháp như là âm lệ hoa, chính là chí bảo kinh nhân đó. Tiểu tử ngươi đừng có mà. Pháp bảo này vừa được tế xuất thì lục bảo lão đầu im lặng đã lâu giờ đây cất tiếng, định bảo hắn là đừng có đánh hỏng pháp bảo này. Bởi vì đối với cả âm lệ hoa thì đây đúng là một chí bảo có thể đề thăng tốc độ tu luyện. Nhưng lão chưa kịp nói xong thì đã ngừng lời. Bởi vì Ngụy Tác thì không định đón đỡ pháp bảo này. Pháp bảo này vừa tế xuất thì Chấn Thiên Pháp Tướng đã đến trước mặt của lục bảo đại tu sĩ. Mặc lục sắc tinh kim đánh hụt. Tiếng gào vang lên, rồi lục bảo đại tu sĩ đó thì phun ra lục sắc quang diễm, tựa hồ là dùng đoạt xá chi pháp mà bỏ chạy. Ngụy Tác thấy vậy vung tay một cái, Chấn Thiên Pháp Tướng cũng theo hắn mà vung tay. Quang văn đã trực tiếp chấn tan lục sắc quang diễm mà lục bảo đại tư sĩ đó phun ra. Chấn Thiên Pháp Tướng lướt tay qua thân thể của lục bảo đại tu sĩ. Chấn Thiên Pháp Tướng thì lướt tay qua thân thể của lục bảo đại tu sĩ, toàn bộ hóa thành tro. Lại có một đại tu sĩ mặc hắc bào, chính thị là hắc tiểu chân nhân còn lại ở trong Thiên Bắc Tam Hung, đã hết hắc quang văng đi. Y tế xuất ra cự phủ màu đen, định từ phía sau đánh lén Ngụy Tác. Nhưng mà Chấn Thiên Pháp Tướng phất tay một cái đã đánh nát cây búa của y. Trên thinh không thì lại là một cổ đồng sắc pháp ấn mang theo kim đan hào quang to lên như là một ngọn núi giáng xuống. Chính là bản mệnh pháp bảo của một kinh thế đại tu sĩ. Choang! Cổ đồng sắc pháp ấn đó đã bị Chấn Thiên Pháp Tướng đánh tan vỡ, mọi linh quang đều tắt ngúm. Tiếp đó thì là một đại tu sĩ có linh quang ngưng thành đôi cánh vàng cũng run người mà phun máu. Ngạnh tiếp một đòn thì Chấn Thiên Pháp Tướng kịch liệt chấn động. Ngụy Tác lúc này vẫn rực rỡ ngân quang thần huy. Vô số nguyên khí phun trào như là viễn cổ cự thú đang hô hấp, chân nguyên không có vẻ gì là khô kiệt. Không được rồi, căn bản là không thể so tốc độ thi pháp với cả y được. Y nhanh hơn chúng ta nhiều đó. Y gần như là hoàn toàn kích phát uy năng của tiên khí mà. Mẹ kiếp, thần thông của y gần đạt đến mức thần huyền đại năng chân chính rồi. Chúng ta là đang đấu với cả một thần huyền đại năng đó. Thôi, té thôi, không thì sẽ phải chết hết đó. Mọi tu sĩ tại trường đều nhận ra, đều có ý bỏ chạy, hóa thành lưu quang tỏa đi bốn phương tám hướng. Một đạo tử sắc linh quang, độn tóc cực kỳ là kinh nhân, tốc độ như là phá diệt thần thương vậy, khiến ánh mắt cơ hồ không thể theo kịp. Chấn Thiên Pháp Tướng thì bám sát cái đạo tử sắc linh quang này. Ngụy Tác lại vung hai tay, song thủ của Chấn Thiên Pháp Tướng ánh lên quang văn, như là dệt lại thiên địa trật tự. Tử sắc linh quang bị uy năng chấn áp, là một đại tu sĩ mặc bạch sắc vân cẩm bản đạo bào, mặt mũi nhợt nhạt. Nguyện ý giao nộp môn độn pháp này thì ta sẽ tha cho ngươi. Chấn Thiên Pháp Tướng lăng không ấn tay xuống đại tu sĩ bị cố định tại bầu trời. Đồng thời thì Ngụy Tác bình tĩnh cất tiếng. Tại hạ nguyện ý giao nộp môn độn pháp này. Tu sĩ mặc bạch bào vân cầm đạo bào ré lên. Chát. Chấn Thiên Pháp Tướng lại khẽ ấn. Đại tu sĩ mặc vân cầm đạo bào phun máu bị Ngụy Tác cuốn lại. Không hề dừng lại, tựa hồ là chỉ đi hai bước ở trên không, Chấn Thiên Pháp Tướng lại đến sau lưng của một đại tu sĩ. Y kêu lên thê thảm, phát ra các loại quang hoa đổ vào Chấn Thiên Pháp Tướng.
Tuy nhiên thì một mình đại tu sĩ lần này làm sao có thể chống nổi uy năng của Trấn Thiên Pháp Tướng. Chát, quang hoa tan thành, thân thể y cũng nát bấy theo. Chát chát, bụp bụp. Trấn Thiên Pháp Tướng lướt trên bầu trời giết đại tu sĩ đó. Sau đó Ngụy Thác lại cách ba giải độn quang chừng khoảng 2000 trượng. Nhưng Trấn Thiên Pháp Tướng mỗi một bước lại rút ngắn khoảng cách. À, à, à. Tích tắc sau thì lão bất tử bao kín ngân quang. Người còn lại ở trong bốn lão giả Huyền Phong Môn chỉ kịp ré lên một tiếng đã bị uy năng cố định ở trên không rồi bị ép nát cả người. À, xin đừng giết tôi. À, tôi biết tin tức về đề hồ thánh quả đó. Ngụy Tác tiếp tục truy kích một đạo lam sắc độn quang. Khi mà còn cách khoảng 2000 trượng thì tu sĩ đó nhận ra đã bị thần thức phong tỏa, run lên rồi kêu to. Tu sĩ này là Hàn Nguyệt Nhi, cực kỳ cao ngạo, giống như là công chúa khinh rẻ bình dân, khinh rẻ cả Ngụy Tác. À, Ngụy Tác thì vốn không có ý là thương hương tiếc ngọc gì cả, định là giết luôn đại tu sĩ tương lai rất có thể là sẽ uy hiếp đến hắn. Nhưng Hàn Nguyệt Nhi nói như vậy thì chân mày hắn giật giật. Trấn Thiên Pháp Tướng dừng lại. Tích tắc sau đó thì đạo độn quang còn lại đã lướt đi rất là xa. Xoẹt. Ánh mắt lóe lên, Ngụy Tác thu lại Trấn Thiên Pháp Tướng, đứng cách Hàn Nguyệt Nhi không xa. Thủy Trúc Yêu Yêu Đan ở trên đầu hắn chỉ còn lại 1/3 so với cả lúc trước. Hắn vung tay thu lại Thủy Trúc Yêu Đan và Trấn Thiên Pháp Tướng. Hàn Nguyệt Nhi thì dừng lại, không dám động đậy gì, thân thể không ngừng run rẩy, không còn nét cao cao tại thượng nữa mà mặt cắt không còn hột máu. Ngươi biết tin gì về đề hồ thánh quả sao? Ngụy Tác nhạt nhẽo hỏi Hàn Nguyệt Nhi. Đúng vậy, ở Vân Linh Đại Lục có một đại tông môn trồng đời đề hồ thánh quả. Tuy rằng đã thu Trấn Thiên Pháp Tướng, nhưng thân ảnh Ngụy Tác trong mắt Hàn Nguyệt Nhi thì vẫn cao vút, khiến cho nàng ta phải run rẩy. Là tông môn nào? Mắt Ngụy Tác sáng lên. Hả, Vân Linh Đại Lục ư? Úi giời, tốt quá nhỉ. Tới đó chúng ta sẽ đến Vân Linh Đại Lục luôn, rồi tìm luôn đề hồ thánh quả cũng được. Lục Bảo lão đầu nghe vậy thì rất là hưng phấn. Ngụy Tác tu vi càng cao, thần thông càng thêm kinh nhân, thì tương lai của lão càng có khả năng thành công ngưng hình. Ờ, cụ thể là tông môn nào thì ta không biết, chỉ biết rằng ở trong bản môn của ta có một lão tổ đã từng đổi được đề hồ thánh quả. Hàn Nguyệt Nhi đáp. À, cụ thể là tông môn nào mà cũng không biết được. Như vậy mà có thể đổi được mạng của ngươi thì coi bộ mạng của ngươi cũng rẻ quá nhỉ. Ngụy Tác sầm mặt cười lạnh. Hàn Nguyệt Nhi cắn môi không nói gì, nhợt mặt mày đi, khuất nhục. À, khoan đã. À, sư tỷ của nàng ta và ta thì có giao tình với nhau, vị đạo hữu này có thể nể mặt ta được không? Quả thật là nàng ta không biết đâu. Cùng lúc đó thì Phong Ngô Thương từ phía sau lên tiếng. Đi đi, nếu lần tới còn chống lại ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ngụy Tác gật đầu với Hàn Nguyệt Nhi. Hàn Nguyệt Nhi thì khuất nhục, nhưng nàng ta vẫn còn trẻ trung phơi phới, dung nhan lại tuyệt sắc, là thời tươi sáng nhất của tu sĩ, nên càng tiếc mạng hơn những tu sĩ già nua. Nghe Ngụy Tác nói như vậy thì thiên chi kiêu nữ địa vị thập phần cao tuyệt tại Huyền Phong Môn không dám nói gì, mặc nhiên hóa thành lam sắc lưu quang rời khỏi U Minh Thành. Lâm Thái Hư chết rồi, bộ lão bất tử Huyền Phong Môn cũng chết rồi. Ngần ấy đại tu sĩ mà Câu Hồ bị giết ngược sao? Lúc này trong vòng mấy nghìn dặm thì mọi tu sĩ Huyền Phong Môn cùng với cả những tu sĩ bị Huyền Phong Môn điều khiển thì cũng bỏ chạy. Bốn phương tám hướng toàn là lưu quang. Lâm Thái Hư và các lão bất tử Huyền Phong Môn đều là đỉnh cao, các cường giả của đương kim tu đạo giới. Còn lại thì cũng không phải là tán tu thông thường mà có quyền thế ngút trời cả. Ngần ấy danh đại tu sĩ nhất tề mất mạng, lại còn bị một tán tu kim đan kỳ giết thì thật là quá khó tưởng tượng. Sẽ phải khiến cho cả tu đạo giới Thiên Huyền Đại Lục phải chấn động. Thần uy của Ngụy Tác kinh diễm thiên hạ.
sau trận chiến này sẽ thành truyền kỳ, sẽ được ghi vào điển tịch. Đa tạ Ngụy đạo hữu đã nể tình. Bất quá Ngụy đạo hữu đúng là một tán tu tại Linh Nhạc Thành sao? Lúc này Phong Ngô Thương từ phía sau lăng không lướt tới. Tuy rằng cực kỳ chấn động nhưng mà khí tức thập phần ổn định, tâm trí cực độ là kiên định, không bị thần huy của Ngụy Thác dọa khiếp. Phong Ngô Thương này khi trước đối diện với cả Lâm Thái Hư và Hứa Thế Nào mà không bị khuất phục, chiến ý thì kinh thiên, tâm trí như vậy thì tất sẽ có thành tựu bất phàm. Phong đạo hữu bất tất hoài nghi. Quả thật thì tại hạ vô tình gặp may mắn ở trong Thanh Thành Khư, đích xác là một tán tu đó. Ngụy Tác tùy khẩu ứng phó. Phong Ngô Thương tạo cho hắn một cảm giác không có thể, có thể kết giao, nhưng mà vẫn chưa thể tin tưởng được, nên đương nhiên không để lộ. Mà cũng không ngờ được rằng Lâm Thái Hư nhất đại thiên kiêu lại chết ở đây như vậy. Phong Ngô Thương gật đầu thở dài. Trần Võ Tông Hứa Thế Nào quả thật là cũng chết ở trong tay các hạ ư? Đúng là như vậy. Y và Bạch Vũ chân nhân bắt mấy hảo hữu của ta, bức ta phải hiện thân. Kết quả thì đã bị ta giết, Ngụy Tác nói. Có một việc này là Ngụy đạo hữu xử lý sự tình xong, có thể sẽ bàn với ta một chuyện được không? Phong Ngô Thương không rườm lời, liếc đại tu sĩ mặc bạch sắc vân cẩm bào bị Ngụy Tác hút đến. Cũng được. Quả thật ta cũng có một việc muốn bàn với cả Phong đạo hữu đây, Ngụy Tác nói với cả Phong Ngô Thương, sau đó đoạn nhìn đại tu sĩ mặc bạch sắc vân cẩm bào. Nào, ngươi giao nộp độn pháp ra đây đi. Đại tu sĩ đó bị thần thức uy áp của Ngụy Tác dồn xuống lại thổ huyết, nhưng mà y không dám nói gì. Đó lấy ký dụ thanh phủ Ngụy Tác đưa cho, sau đó vận chân nguyên ghi lại cái môn phi độn thuật pháp tốc độ kinh nhân lại. Được rồi, đi đi, mà đừng ở lại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ nữa. Ngụy Tác đó lấy thanh phủ thần thức quét vào, chân nguyên quấn túi bảo bối của đại tu sĩ đó rồi ném y đi. Đại tu sĩ đó bị ném đi không dám dừng lại, lắc lắc lư lư mà trốn chạy. Sau đó thì Ngụy Tác phát ra thần thức, huyền sát quỷ trào chụp xuống liên tục, phá diệt thần thương, rồi tà vương binh hạp, cộng với cả thi thể đại tu sĩ, những pháp khí vỡ rồi túi bảo bối đều được hắn hút lên. Trấn Thiên Pháp Tướng quá là siêu phàm. Trong 10 đại tu sĩ bị Ngụy Tác giết thì ngoại trừ Lâm Thái Hư tự nổ kim đan, túi bảo bối cũng hóa thành tro. Thi thể các đại tu sĩ thì cũng bị chấn nát, nhưng mà kim đan của họ, trừ Lâm Thái Hư và đại tu sĩ phun ra lục diễm thì vẫn còn nguyên vẹn. Tổng cộng Ngụy Tác thu lại được 8 viên kim đan tất cả. Phần lớn pháp bảo của họ thì bị Trấn Thiên Pháp Tướng đánh vỡ, còn phá diệt thần thương và tà vương minh hạp là thượng cổ pháp bảo, thay thể thập phần cứng rắn không hề tổn hại, đều rơi vào trong tay của hắn. Hắn thì rất thèm muốn phần thiên thần lô, bị đâm thủng, thần quang tắt hết, không còn điều khiển được. Nhưng hắn rất là coi trọng là cái chất liệu kim sắc thần lô này nên đã được hắn thu vào trong nạp bảo thủ trạc. Được rồi, đi thôi. Thu lại cái đống chí bảo rơi ở trên chiến trường lại, Ngụy Tác đáp xuống sơn cốc có Phượng Lân Thanh Ưng. Sau đó lay tỉnh tên đệ tử Huyền Phong Môn đã bị chân nguyên phong bế khí huyết. Y tỉnh lại, đại chiến đã hạ màn, thấy được Ngụy Tác vẫn bình an, cảm thụ ở trong mấy nghìn dặm không có khí tức của các loại thuật pháp và pháp bảo, thì y liền run lên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đã để Phong đạo hữu phải đợi lâu. Sau khi thả đệ tử Huyền Phong Môn đi rồi, Ngụy Tác liền thả phệ tâm trùng điều khiển Phượng Lân Thanh Ưng, sau đó lên đối diện với cả Phong Ngô Thương. Ngụy đạo hữu, y và các hạ có giao tình gì vậy? Xem ra các hạ và cứu y không chỉ vì liệt khuyết tàn nguyệt. Nhìn Lý Tài Ý được Ngụy Tác an trí sang bên, nhắm mắt luyện hóa linh dược liệu thương, Phong Ngô Thương thản nhiên hỏi. Y cứu ta một lần, đích xác là có giao tình. Giờ thần trí của y thác loạn, coi mình là thỏ, còn coi ta là huynh đệ của y. Ngụy Tác không giấu giếm, truyền âm cho Phong Ngô Thương. Vậy sao?
Vậy Ngụy đạo hữu giờ định tính như thế nào? Dẫn y đi hay là tra xét U Minh cung bí địa? Phong Ngô Thương liếc thành trì mênh mông sau lưng của Ngụy Tác. Thì tất nhiên là đến rồi, cũng nên tra xét U Minh cung bí địa chứ. Ngụy Tác cười nhạt. Huyền Phong môn tông chủ trừ khi đang ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, không thì dù có đến thì cũng không nhanh được. Ta sẽ đủ thời gian để mà ly khai. Ta thì có lòng tin chắc chắn rằng là Huyền Phong môn tông chủ không ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Mà kể cả dù có đích thân đến thì mười mấy canh giờ cũng tuyệt đối không thể đến được U Minh Thành. Phong Ngô Thương nhìn Ngụy Tác rồi nói thẳng: mà nếu ta bảo ta muốn vào U Minh cung bí địa thì Ngụy đạo hữu nghĩ như thế nào? Có muốn cùng ta liên thủ hay là không cho ta vào U Minh Thành đấu một trận với ta? Này tiểu tử, Thủy Trúc yêu yêu đan vẫn còn dùng được một chốc đó. Cứ giết y hoặc là bắt sống y rồi bức hỏi Bắc Minh đấu chuyển Nhiên Nguyên Thiên Pháp. Lục Bảo lão đầu kêu ầm lên trong tay của Ngụy Tác như là sát nhân cuồng tự vậy. Phong đạo hữu thẳng thắn lắm, chia bằng chúng ta bàn điều kiện trước được không? Ngụy Tác ánh mắt lóe lên. Điều kiện sao? Ngụy đạo hữu thử nói thử xem. Phong Ngô Thương tự hồ thập phần hân thái trước thái độ của Ngụy Tác, tỏ vẻ hào hứng lắm. Thì ý của ta là nguyện ý cùng với cả Phong đạo hữu liên thủ vào U Minh cung bí địa, và nếu như là phát hiện thuật pháp thì cùng hưởng chung. Nhưng mà ta rất thích Bắc Minh đấu truyền Nguyên Nhiên Thiên Pháp, không biết là Phong đạo hữu có thể truyền môn thuật pháp đó cho ta được không? Ngụy Tác bình tĩnh như thường hỏi. Sao? Cần môn thuật pháp này của ta ư? Phong Ngô Thương hơi ngẩn ra, tỏ vẻ kinh ngạc. Y lại nhìn Ngụy Tác, hơi trầm ngâm rồi mỉm cười. Thật ra cái môn thuật pháp này của Ngọc Thiên Tông là có bắt nguồn từ Cổ Kinh Tàn Thiên, là tàn thiên của Thiên Đế Vẫn Tinh Thiên, là một trong những thượng cổ thập đại công phạt chi pháp mà diễn hóa thành đó. Tuy rằng là uy lực có thể sánh với cả thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp, nhưng mà mỗi lần thi triển đã đều phải thiêu đốt khí huyết, đại tổn thọ nguyên. Mỗi lần tương đương với cả tổn hao mấy năm khổ tu và mười mấy năm thọ nguyên. Các hạ suy nghĩ kỹ chưa? Ngụy Tác à, cái môn thuật pháp này lại diễn hóa từ Thiên Đế Vẫn Tinh Thiên đó. Thiên Đế Vẫn Tinh Thiên thì đích xác là một trong những thượng cổ thập đại công phạt chi pháp, là pháp thuật công kích đỉnh cao đó, có thể thu hút kiểu thiên tinh thần nguyên khí. Nghe nói khi mà thần huyền đại năng thi triển, thậm chí thì khả năng ngưng thành một vì sao được đó. Lục Bảo lão đầu cơ hồ hít hơi lạnh. Nhưng mà cái môn thuật pháp này thì có được từ thời thượng cổ Cổ Kinh, không phải là Thiên Đế Vẫn Tinh hoàn chỉnh đâu, nên là sẽ tổn thương lớn với cả người thi triển. Lúc này thì Ngụy Tác hít sâu một hơi, biết rằng cái môn thuật pháp đó uy thế phi phàm. Lúc trước Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo liên thủ thì cũng bị Phong Ngô Thương đả thương, nhưng hắn không ngờ nó lại có một lai lịch như vậy. Cái môn thuật pháp đó tuy rằng là có khuyết điểm thật, nhưng mà ta vẫn muốn có. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác kiên định bảo Phong Ngô Thương. Được rồi, nếu như là lấy được liệt khuyết tàn nguyệt thì ta sẽ truyền cho các hạ, coi như là các hạ không thiệt. Còn nếu như là không lấy được thuật pháp cỡ đó thì ta lại thiệt vậy. Cái môn thuật pháp này thì dù gì cũng là bất truyền chi bí của Ngọc Thiên Tông, chỉ thân truyền đệ tử mới biết. Ta truyền thụ là phạm vào môn quy, không có lợi thì không thể giải thích được. Phong Ngô Thương ve cảm nói. Nếu như là không lấy được liệt khuyết tàn nguyệt thì không biết rằng Phong đạo hữu có thể đổi điều kiện khác được không? Ngụy Tác ánh mắt lóe lên hỏi. Xem nào. Nếu ta cần phương pháp luyện chế tuyệt diệt kim đan thì liệu rằng Ngụy đạo hữu có đáp ứng được ta không? Nghe nói đạo hữu từng sử dụng không ít tuyệt diệt kim đan, chắc là biết phương pháp luyện chế. Phong Ngô Thương thoáng nghĩ rồi nói với cả Ngụy Tác. Cái này thì không được rồi. Phương pháp luyện chế tuyệt diệt kim đan thì không thể được. Ngụy Tác lắc đầu cự tuyệt. Phải biết rằng tuyệt diệt kim đan uy lực siêu phàm, ở trong tay mình thì vẫn hơn. Vạn nhất tương lai mình đối địch mà bị tuyệt diệt kim đan đổ thì hắn chết cũng không nhắm mắt như là Lâm Thái Hư mất.
Công pháp của các hạ tự hồ là siêu phàm, chắc là không đem ra đổi được rồi. Ngụy Tác trả lời không ngoài dự liệu của Phong Ngô Thương. Ngọc Thiên Tông chân truyền đại đệ tử này nổi hứng mặc cả với cả hắn. Vậy Ngụy đạo hữu, còn gì để mà đổi nữa không? Nếu như là ta lấy phá diệt thần thương ra trao đổi, thì Phong đạo hữu liệu rằng có đồng ý hay không? Ngụy Tác chù trừ rồi hỏi. À, cái đó ta không cần. Phong Ngô Thương lắc đầu. Sao? Không cần? Ngụy Tác hơi ngẩn người. Phải biết rằng phá diệt thần thương là huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Tuy rằng hắn có chấn thiên pháp tướng, nhưng với tu vi hiện tại thì không thể sử dụng được lâu. Thường thì sẽ phải sử dụng vào phá diệt thần thương. Pháp bảo này rất là tiện dụng. Hắn lấy ra để mà trao đổi thì cũng hơi xót ruột. Nhưng mà không ngờ rằng Phong Ngô Thương lại lập tức từ chối, khiến hắn quá bất ngờ. Các hạ giết người kế thừa ngôi tông chủ của Huyền Phong Môn. Chân truyền đại đệ tử Lâm Thái Hư cùng gần ấy cả lão bất tử. Huyền Phong Môn không hiểu sẽ giận đến thế nào đâu. Nếu như là ta lấy phá diệt thần thương thì đúng là châm lửa tự đốt mình rồi. Chưa biết chừng sẽ bị coi là cùng các hạ liên thủ giết họ. Ngọc Thiên Tông khi đó sẽ rất là phiền hà. Phong Ngô Thương bảo Ngụy Tác, các hạ cứ thu lại đi, cái đó ta không dám lấy. Theo ta biết thì Ngọc Thiên Tông cũng là một siêu cấp đại tông môn. Lần này ta lại giết nhiều đại tu sĩ Huyền Phong Môn như thế. Thực lực Huyền Phong Môn thì vị tất hơn được Ngọc Thiên Tông chứ. Các hạ còn sợ lấy món pháp bảo này sao? Ngụy Tác không hiểu. Quả thật thì bình thường dù chân võ và Huyền Phong Môn liên thủ với nhau thì cũng chẳng sợ. Hai tông môn như vậy khẳng định là có tính toán riêng, không dám triệt để đối địch với cả Ngọc Thiên Tông. Nhưng giờ thì khác. Phong Ngô Thương tắt tiếng nhìn Ngụy Tác. Các hạ lớn mật thật, cả Hứa Thiên Ảo mà cũng dám giết. Huyền Phong Môn và chân võ thì tất sẽ điên tiết lên, việc gì cũng dám làm cả. Nếu các hạ đáp ứng gia nhập Ngọc Thiên Tông thì chắc là ta sẽ thống thống khoái khoái nhận phá diệt thần thương, còn chuyên môn thuật pháp này cho các hạ nữa. Vì chúng ta tọa trấn, dù Huyền Phong Môn và chân võ triệt để liên thủ thì cũng phải cân nhắc. Chỉ là các hạ đồng ý việc đó hay không mà thôi. Thôi vậy, ta thấy chúng ta nên bàn điều kiện khác thì hơn. Ngụy Tác lắc đầu. Đừng nói hắn hiện có cả đống việc cần làm. Dù kể cả không có việc gì thì hắn cũng sẽ không chọn cách dính vào Ngọc Thiên Tông đâu. Vạn nhất chân võ và Huyền Phong Môn không tiếc giá nào đánh tới, Ngọc Thiên Tông không chống nổi thì hắn xong đời rồi. Hai thần huyền đại năng của Huyền Phong Môn và chân võ thì không phải là để đùa được. Tà Vương Minh Hạp ta cũng không cần đâu. Tà Vương Minh Hạp uy năng kinh nhân thật, nhưng tốc độ ra đòn quá chậm. Nó chỉ có giá trị đối với cả tu luyện âm nguyên công pháp mà thôi. Phong Ngô Thương nói ngay. Ngụy Tác lại trợn tròng trắng mắt. Quả thật thì áp của hắn vừa mới lóe lên bốn chữ Tà Vương Minh Hạp thì Phong Ngô Thương đã nói ngay. Vật đó hữu dụng với cả Âm Lệ Hoa, hắn không muốn đem cho Phong Ngô Thương làm gì. Phong Ngô Thương không cần phá diệt thần thương và Tà Vương Minh Hạp, hai pháp bảo phẩm giai tối cao, thì pháp bảo khác tất nhiên là càng không để mắt tới. Còn Trấn Thiên Pháp Tướng thì y không nhắc tới, bởi vì vật này không thể đem ra đổi. Môn thuật pháp của hắn thì chưa đáng giá đến như thế. Hai pháp bảo đó đều không được, hắn cũng quả thật là không biết vật gì để mà có thể trao đổi với cả Phong Ngô Thương. Ngụy Tác hiện tại có quá nhiều chí bảo, ba khối lục sắc tinh thạch kỳ dị, rồi huyết tinh thạch, thanh ngư đằng, cửu tiêu ly hỏa lô mới lấy được của Đông Hoang Tông đều hiếm có. Nhưng mà quan trọng là những thứ đó thập phần hữu dụng với hắn, không thể đem ra đổi được. Hiện tại Ngụy Tác thậm chí còn muốn là xem trong các túi bảo bối vừa lấy được có thứ gì tốt tốt không để mà đem ra trao đổi. Vật này thì sao? Ngụy Tác thoáng nghĩ một chút rồi tay lóe lên quang hoa, lấy ra hai trái thiên long tinh quả và một khối thiên long huyết hóa thạch. Thiên long huyết hóa thạch có thể tăng cường khí huyết, tăng cường thọ nguyên. Thiên long tinh quả thì ngoại trừ công dụng đó còn có thể cải thiện thần huyền pháp tướng. Đối với cả tu sĩ kim đan kỳ, thậm chí thần huyền cảnh tu sĩ đều rất là hữu dụng. Cả hai thứ này thì hắn đều không thiếu. Hơn 90 thiên long tinh quả, còn thiên long huyết hóa thạch thì còn cả ngọn núi.
Ngụy Tác thì nghĩ mãi mới ra được hai thứ này. Hai thứ này thì hắn không xót ruột, mà lại có sức hấp dẫn với cả Phong Ngô Thương. À, đây là cái gì? Phong Ngô Thương kinh ngạc nhìn Thiên Long Tinh Quả và Thiên Long Huyết Hóa Thạch, y không hề biết nó. Đây là Thiên Long Tinh Quả, có thể tăng cường thần huyền pháp tướng. Còn đây là Thiên Long Huyết Hóa Thạch, có thể tăng cường khí huyết và thọ nguyên đó. Ngụy Tác giải thích cho Phong Ngô Thương. Ồ, đây là Thiên Long Huyết Hóa Thạch và Thiên Long Tinh Quả mà Viễn Cổ Thiên Long chết rồi mới hình thành sao? Phong Ngô Thương hít một hơi lại. À, xem ra có trò hay để xem rồi. Ngụy Tác máy động, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh như thường nói. Ta dùng hai thứ này để mà đổi cái môn thuật pháp của Phong Đạo Hữu, có được không? Hai thứ này quả thật không tệ. Thiên Long Tinh Quả có thể khiến cho thần huyền pháp tướng tăng trưởng, nhưng Thiên Long Huyết Hóa Thạch thì có vẻ hơi ít. Phong Ngô Thương nhíu mày, tựa hồ đang cân nhắc. Hiện tại thì Ngụy Tác lấy ra Thiên Long Huyết Hóa Thạch chỉ cỡ trái dưa thôi, đương nhiên là không quá lớn. Có thể sao? Vậy thì... Ngụy Tác nghe vậy càng thêm kích động, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Thiên Long Huyết Hóa Thạch này ta còn một ít nữa. Được rồi, không cần nữa. Phong Ngô Thương ánh mắt lóe lên, đột nhiên đưa ra quyết định. Sao? Không cần nữa ư? Ngụy Tác suýt nữa nhảy dựng lên. Đem đủ thứ ra, nếu bảo là không cần, không cần thì sao còn động lòng? Đúng là biết đùa mà. Nếu lúc còn là gian thương tại Linh Nhạc Thành mà gặp khách như thế này, thì Ngụy Tác khẳng định sẽ mắng người ta là biết sinh ý hay không? À không, ý ta là không cần nữa. Hai quả Thiên Long Tinh Quả và một khối Thiên Long Huyết Hóa Thạch này là đủ rồi. Phong Ngô Thương nói tiếp khiến Ngụy Tác liền ngẩn ra. Sao? Chỉ có vậy thôi ư? Như vậy là đổi được Bắc Minh Đấu Chuyển Nhiên Nguyên Thiên Pháp rồi sao? Ngụy Tác hoài nghi mình nghe nhầm. Sao vậy? Ngụy Đạo Hữu tưởng ta thiệt sao? Phong Ngô Thương tỏ ra thập phần tinh minh. Ta dùng đạo thuật pháp này để mà đổi hai Thiên Long Tinh Quả và một Thiên Long Huyết Hóa Thạch, nhưng mà còn điều kiện nữa. Điều kiện kèm theo ư? Là gì vậy? Ngụy Tác hơi ngẩn người. Thì chân võ tông chủ có một thứ là Thần Hoàng Kim Giản. Thứ này thì không chỉ đề thăng tốc độ tu luyện của ta, mà còn có ghi một môn công pháp là Chân Võ Thần Hoàng Kinh. Chỉ cần các hạ đáp ứng, thì tương lai vật này rơi vào tay các hạ thì có thể cho ta mượn đọc là được. Phong Ngô Thương nghiêm túc bảo Ngụy Tác. Chỉ cần xem qua thôi ư? Ngụy Tác càng thêm kinh ngạc. Cái này cho các hạ biết thì cũng không sao. Chả là Cửu Tử Huyền Nguyên Quyết của ta tu luyện và Thần Hoàng Kinh của Chân Võ là từ một thượng cổ tông môn. Chân Võ Thần Hoàng Kinh có ghi lại phần bổ sung cho môn công pháp của ta, hợp lại sẽ càng thêm mạnh. Phong Ngô Thương đáp. Công pháp của các hạ và của Chân Võ là từ một thượng cổ tông môn lưu truyền lại sao? Ngụy Tác kinh ngạc cực độ, đoạn thở dài. Nhưng mà Chân Võ tông chủ là thần huyền đại năng đó, ta trốn còn không kịp, các hạ tưởng vật đó sẽ lọt vào trong tay của ta sao? Thì tương lai ai mà biết được chứ. Bất quá ta đánh cược mà. Hôm nay một tán tu cũng giết được Lâm Thái Hư và bốn lão quái vật Huyền Phong Môn, thì ai có thể biết sau này y có lấy được vật đó hay không chứ. Phong Ngô Thương bảo Ngụy Tác, các hạ cứ đáp ứng ta là được. Vậy các hạ không sợ ta đồng ý xuông thôi sao? Đừng coi trọng ta quá như vậy. Ngụy Tác tỏ vẻ vô sỉ. Ta không phải hạng chết vì chi kỷ đâu đấy. Công pháp của các hạ thì hơn hẳn Chân Võ Thần Hoàng Kinh. Chân Võ Thần Hoàng Kinh đối với cả các hạ đâu có tác dụng. Dù các hạ có thần thông nghịch thiên, có thêm một bằng hữu thì vẫn hơn một đối thủ mà, không phải sao? Phong Ngô Thương cười. Được, thành giao. Ngụy Tác vung tay, đưa hai Thiên Long Tinh Quả và một khối Thiên Long Huyết Hóa Thạch cho Phong Ngô Thương. Điều kiện này mà cự tuyệt thì đúng là đồ ngu. Phong Ngô Thương thu lại Thiên Long Tinh Quả và Thiên Long Huyết Hóa Thạch rồi vung tay. Đạo đạo chân nguyên ngưng thành nhiều phù tự, tổ thành một kinh văn.
Mà này, các hạ không được truyền môn thuật pháp này cho ai, không thì ta không gánh nổi đâu. Chưa biết chừng sẽ như là Huyền Phong môn chân võ sẽ tìm các hạ diệt khẩu đó. Ồ, Bắc Minh đấu truyền Nhiên Nguyên Thiên Pháp. Ngụy Tác vô cùng hưng phấn, sáng mắt, không có một tí phong phạm cao thủ nào. Bởi vì cái môn thuật pháp thèm muốn từ lâu, không ngờ giờ đây đã lấy được dễ dàng như vậy.